Lịch thi đấu World Cup 2018 giải đấu oanh liệt nhất của đội tuyển Nga sau thời kỳ Liên Xô chắc chắn là Euro 2008. Khi ấy, đội này do SLV nổi tiếng Vuvuzela Hiddinker dẫn dắt và gây tiếng vang khi thắng thuyết phục Hà Lan để vào bán kết. Nhưng Nga dừng chân trước TBN, tỷ số đậm đà 3-0. Và đây chẳng hề là bất ngờ lớn bởi TBN cũng đã thắng Nga 4-1 ở vòng đấu bảng. Câu chuyện nói lên vấn đề đẳng cấp giữa hai nền bóng đá. Hậu vệ trái De Idihiekap, trung vệ Sergei Inisevic và thủ môn Igor Akinfeev là ba cầu thủ còn sót lại từ đội hình Nga trong trận đấu quan trọng cách nay đúng 10 năm. Họ tái ngộ Sergei Ramos bên phía TBN trong lần đầu tiên hai bên gặp lại nhau ở một giải đấu lớn. Và họ đều không phải mất quá nhiều thời gian để cùng xuất hiện trong sự kiện đáng kể đầu tiên của trận đấu. Vẫn là câu chuyện xoay quanh những người năm xưa, đi hia các phạm lỗi dẫn đến tình huống sút phạt cho TBN. Inisevic chật vật đối phó trước áp lực nặng nề từ phía Ramos, khiến anh tình cờ đốt lưới nhà. Và Akinfeev phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ vài ngày nữa, Inisevic sẽ tròn 39 tuổi. Đi hia các và Akinfeev dĩ nhiên cũng ở tuổi 30. Riêng Inisevic trước đây đã từng tuyên bố chia tay đội Nga, bây giờ phải quay trở lại vì đội này quá thiếu nhân tài. Đủ biết, TBN luôn trội hơn Nga như thế nào. Có lẽ giới hâm mộ bóng đá TBN cũng không cần quá chú trọng vào việc so sánh đội này với Nga. 6 đội còn lại trong nhánh của họ ở giai đoạn knockout là Croatia, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Colombia và Anh. Đội cuối cùng từng được một lần nâng cúp thế giới, cách đây hơn nửa thế kỷ. Các đội còn lại đều chưa bao giờ biết đến vinh quang ấy. Trên nguyên tắc, TBN là ứng cử viên vô địch số 1 trong nhánh này, là đội sẽ phải lọt vào chung kết nếu như không có bất ngờ. Nhưng trên thực tế, TBN đã thúc thủ trước Nga trên chấm 11m. Vấn đề là, Nga đánh bại TBN không phải bằng một lối chơi vượt trội. Đội chủ nhà thực tế đã phải chịu trận trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trong một vài tình huống có thể phản công, thì họ cũng không thực hiện được một cách mạch lạc, và cuối cùng thì bóng thường bị các cầu thủ TBN đoạt lại hoặc ra biên. Bàn thắng duy nhất mà Nga có được lại đến từ một quả penalty đầy tranh cãi. Nói chung, những ai theo dõi trận đấu đều có thắc mắc không hiểu Nga mạnh chỗ nào. Nghĩa là, sướng nhất bây giờ có lẽ là giới hâm mộ và đội tuyển Anh, nghe có vẻ không liên quan. Nhưng thực tế thì khi bị đánh bại ở trận cuối cùng của vòng bảng, Anh đã biết rằng họ sẽ có mặt ở nhánh dưới, là nhánh được đánh giá là nhẹ nhàng hơn hẳn so với nhánh còn lại. TBN chính là đội mạnh nhất nhánh dưới. Nhưng khi mà đội mạnh nhất còn chưa kịp trổ thần oai, thì họ đã bị loại. Và kẻ đã loại họ cũng chẳng có gì đáng gờm. Nếu Anh vượt qua Colombia, cơ hội để họ tiến thẳng tới trận chung kết là rất lớn. Tất nhiên, điều kiện cần vẫn là Anh phải vượt qua Colombia, vốn không phải là một thử thách dễ vượt qua. Nhưng cũng chẳng có gì đáng dè bỉu nếu người Anh cảm thấy hưng phấn sau khi theo dõi